Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Chương 3361 Đại sư tỷ, có thể đợi chút không? Khương Nghi xua tay, nói, vào căn cứ rồi hãng nói. Đợi đám người Khương Nghi tiến vào căn cứ, mấy binh lính lập tức lấy ra một ngọc bài, nói tiểu thư đã trở về. Trong căn cứ Hồng Lục, có kiến trúc cổ, cũng có kiến trúc hiện đại. Nhưng cho dù là loại nào thì đều có trận pháp gia trì bảo hộ. Mặc dù không được phép ra tay trong căn cứ, nhưng ngẫu nhiên vẫn có người điên cuồng làm ra ít chuyện khác thường. Những trận pháp này chính là tồn tại vì tình hình này. Trong một tòa nhà cao tầng, Đường Tuấn và người của tiểu đội chiến thần đang ngồi tùy ý. Cô là con gái của tiền bối Lâm Giang Tiên. Vẻ mặt Lãnh Thiên Sơn không dám tin. Các thành viên khác của tiểu đội chiến thần cũng đều chấn động không hiểu tại sao. Khương Nghi hơi ngượng ngùng, cúi đầu, nói, thật sự xin lỗi, đã giấu mọi người lâu như vậy. Lãnh Thiên Sơn kiệt sức giọng điệu bình tĩnh, hỏi, vậy tại sao cô còn muốn gia nhập tiểu đội chiến thần? Là con gái của Lâm Giang Tiên nắm giữ một căn cứ, muốn gì mà chẳng có, tại sao lại phải mạo hiểm với tiểu đội săn giết chứ? Lúc Khương Nghi đang chuẩn bị trả lời thì bỗng nhiên có một đám người bước vào, người đi đầu là một phụ nữ trung niên xinh đẹp có dáng người yêu kiều, đường cong lả lướt. Cổ áo cô ta nửa lộ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười, nói, về nhà thôi sư muội. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên đó, mấy người Lãnh Thiên Sơn không còn nghi ngờ gì về thân phận của Khương Nghi nữa. Vì người phụ nữ trung niên đó là đại đệ tử của Lâm Giang Tiên, tên là Vũ Vô Thương. Khương Nghi đứng dậy, nói với người phụ nữ trung niên, đại sư tỷ, có thể đợi chút không? Hàng lông mày như lá liễu của Vũ Vô Thương khẽ động. Nói, sư nương xảy ra chuyện rồi. Sư phụ bảo tỷ nhanh chóng dẫn muội trở về. Nếu những người này là bạn của muội, vậy cùng về đi. Vẻ mặt Khương Nghi thay đổi, nói, muội về ngay. Trung tâm căn cứ Hồng Lục, trong một tòa núi cao nguy nga. Đây là mắt trận của đại trận thủ hộ, cũng là nơi ở của Lâm Giang Tiên. Tại một tòa thiên cung tọa lạc ở đỉnh núi. Đường Tuấn và mấy người Lãnh Thiên Sơn được dẫn đến một căn phòng bên trong thiên cung, sau khi thị nữ đưa rượu và trái cây lên thì không còn ai chiêu đãi bọn họ nữa. Mấy người Lãnh Thiên Sơn đều đứng ngồi không yên, ngồi lì tại chỗ. Trong một căn phòng khác ở thiên cung, Khương Nghi bò bên cạnh một chiếc giường ngọc trắng, ánh mắt đau thương, không ngừng rơi nước mắt. Hai tay cô ta nắm chặt một phu nhân đang nằm trên giường ngọc trắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3362 Đường Tuấn có chút phiền muộn. Cha, mẹ con bị làm sao vậy? Giọng nói của Khương Nghi nghẹn ngào, cô ta nhìn về một người đàn ông trung niên đang đứng sau lưng mình. Người đàn ông trung niên có khuôn mặt đẹp tựa như ngọc, khí chất nhỏ nhã như một nho sĩ đầy chất thơ ca. Người này là Lâm Giang Tiên, là người kiểm soát căn cứ địa Hồng Lục. Lâm Giang Tiên thở dài và nói, đó là một căn bệnh cũ từ trước đâu phát tác lại. Vốn dĩ thỉnh thoảng bác sĩ Tô sẽ đến chăm sóc cơ thể cho mẹ con thỉnh thoảng, nhưng bác sĩ Tô đã bị giết cách đây không lâu. Ta đang tìm kiếm bác sĩ thần nên tạm thời, dùng chiếc giường bạch ngọc này để ổn định vết thương cho mẹ con. Khương Nghi vừa nghe xong sắc mặt liền tái nhợt. Nhìn vậy, trong lòng Lâm Giang Tiên không khỏi thở dài. Ông ta kéo Khương Nghi đứng dậy nói, chuyện này ta sẽ xử lý, con không cần phải quá lo lắng. Không phải ở bên ngoài con kết giao được một vài người bạn sao, sao không giới thiệu họ với cha? Mặc dù rượu, rau và hoa quả trong phòng đều là những linh vật hiếm có, nhưng đám người Lãnh Thiên Sơn thậm chí còn không động vào. Thấy vậy, Đường Tuấn cũng thầm lắc đầu, xem ra danh tiếng của Lâm Giang Tiên này cũng không cao lắm. Đội trưởng Lãnh, anh có biết khi nào cung Hỗn Nguyên sẽ bắt đầu thí luyện không? Để khiến không khí bớt căng thẳng, Đường Tuấn chủ động nói. Lãnh Thiên Sơn trầm ngâm một lúc rồi nói, thời gian bắt đầu thí luyện của cung Hỗn Nguyên không có quy định, đôi khi cách 1-2 tháng có một lần, cũng có khi 1-2 năm mới có một lần. Có lẽ những tiểu tôn giả đó có thể biết chính xác hơn, tôi không có khả năng đó. Tuy nhiên, gần đây tôi đã nghe một số thông tin rằng cung Hỗn Nguyên quả thực sẽ bắt đầu thí luyện trong thời gian tới. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói, Đường Tuấn anh định tham gia sao? Đường Tuấn gật đầu nói, tôi có ý định như vậy. Lãnh Thiên Sơn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ anh đã nhận đủ danh ngạch thí luyện rồi sao? Danh ngạch thí luyện?
Đường Tuấn không hiểu, thấy vậy, Lãnh Thiên Sơn không khỏi mỉm cười nói, anh đừng nói với tôi là đến chuyện cần danh ngạch để tham gia thí luyện của cung Hỗn Nguyên anh còn không biết. Anh cho rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia thí luyện này nếu như bọn họ muốn sao? Đường Tuấn lắc đầu, anh thật sự nghĩ như vậy. Lãnh Thiên Sơn cười và nói, tôi thật sự không biết phải nói gì về anh nữa. Sau khi anh ta giải thích, Đường Tuấn mới biết rằng nếu anh muốn tham gia vào thí luyện của cung Hỗn Nguyên thì trước tiên anh phải đạt được danh ngạch. Chương 3363 đợi một chút. Lãnh Thiên Sơn thuyết phục, Đường Tuấn, anh cũng nên nghĩ thoáng một chút. Danh ngạch thí luyện trong cung Hỗn Nguyên vô cùng quý giá của hai đạo khí đã từng được bán đấu giá. Đừng nói anh là người mới vào chiến trường kỳ nguyên mà ngay cả chúng tôi cũng chưa từng thấy qua. Chỉ có điều thực lực của anh rất tốt, nếu như anh bằng lòng dựa vào thế lực nào đó, có thể anh sẽ có cơ hội có được một danh hạng. Đây đã là điều mà Lãnh Thiên Sơn rất coi trọng Đường Tuấn, khi nghe những lời này khiến anh khẽ cau mày. Lẽ nào đi tìm Chu Tước Thần Quân sao? Dựa vào thực lực của Chu Tước Thần Quân, là cường giả cấp số tiểu tôn giả trong tay nhất định phải có danh hạng. Ngay lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ lung tung thì bên ngoài phòng có tiếng bước chân. Khương Nghi và một người đàn ông trung niên trông như một nho sĩ bước vào. Rầm rầm rầm. Đám người Lãnh Thiên Sơn nhanh chóng đứng dậy và kính cẩn nói, xin chào tiền bối Lâm Giang Tiên. Ánh mắt Lâm Giang Tiên nhìn qua phía Lãnh Thiên Sơn và những người khác, trên khuôn mặt ông ta nở nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ thân thiện nhưng lại có một chút lãnh đạm. Giống Lãnh Thiên Sơn quả thực trong chiến trường kỷ nguyên có quá nhiều. Nếu không phải Khương Nghi thì bình thường thì ông ta cũng sẽ không nhìn Lãnh Thiên Sơn lấy một cái. Nhưng khi ông ta nhìn vào Đường Tuấn thì ánh mắt lãnh đạm của Lâm Giang Thiên lại trở nên sáng lạn hơn một chút. Đợi sau khi Khương Nghi giới thiệu một vòng, Lâm Giang Thiên bảo bọn họ ngồi xuống. Đám người Lãnh Thiên Sơn càng thêm thận trọng hơn, thậm chí bọn họ còn không biết nên đặt tay ở đâu. Giống như một người bình thường trên trái đất bất ngờ được thủ tướng tiếp đón. Vài người bạn mà Nghi Nhi kết bạn ở mức bình thường. Chỉ có điều Đường Tuấn này khiến tôi hơi ngạc nhiên. Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn với ánh mắt quan sát chăm chú. Cảm giác khủng hoảng trong lòng anh càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù anh không biết thứ hạng của Mạnh Tinh Hà trên bia kỷ nguyên nhưng anh có thể chắc chắn rằng thực lực của Lâm Giang Tiên vượt qua Mạnh Tinh Hà. Sau một vài câu trò chuyện, đều là những lời không có tác dụng gì. Xét cho cùng, mức độ tiếp xúc với nhau quá chênh lệch nên không thể có chủ đề chung để nói chuyện được. Ngay khi Lâm Giang Tiên chuẩn bị đứng dậy rời đi, sắc mặt Khương Dịch đột nhiên tái nhợt, cả người run lên. Ông ta vội vàng đỡ Khương Nghi chuẩn bị truyền pháp lực. Đợi một chút. Một giọng nói vang lên ngăn cản hành động của Lâm Giang Tiên. Ông ta nhìn về phía Đường Tuấn trong mắt bất giác mang theo một chút uy nghiêm. Chương 3364 Thiên Địa Huyền Hoàng. Đám người Lãnh Thiên Sơn vội vàng giữ lấy Đường Tuấn nói, Đường Tuấn, anh đừng nói chuyện. Đường Tuấn nói, bây giờ không thể truyền pháp lực cho Khương Nghi nếu không nó sẽ gây hại cho đạo cơ của cô ấy. Đường Tuấn, anh đừng nói năng linh tinh nữa. Tiền bối Lâm Giang Tiên là một tiểu tôn giả và tu vi của ông ấy cao hơn anh rất nhiều. Có gây hại cho Khương Nghi hay không chẳng nhẽ ông ấy không còn rõ sao? Lãnh Thiên Sơn trầm giọng nói. Cho tôi một lời giải thích. Lâm Giang Tiên nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói. Đường Tuấn chỉ vào Khương Nghi đã hôn mê bất tỉnh, nói cô ấy quá đau buồn, vừa trải qua trận chiến ác liệt cách đây không lâu nên đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu như lúc này truyền quá nhiều pháp lực bên ngoài vào người cô ấy sẽ gây ra xung đột giữa pháp lực trong kinh mạch và sẽ gián tiếp gây thương tổn đến đạo cơ. Đám người Lãnh Thiên Sơn đột nhiên không nói gì nữa. Những lời của Đường Tuấn rõ ràng rành mạch đến nỗi ngay cả những người không có chuyên môn như bọn họ cũng bị sốc. Làm sao Đường Tuấn biết rằng Khương Nghi đã quá buồn? Ánh mắt Lâm Giang Tiên lóe lên, ông ta nói, vậy thì chúng ta nên làm gì? Giao cho tôi. Đường Tuấn đi về phía Khương Nghi. Lâm Giang Tiên suy nghĩ một lúc rồi buông tay. Đường Tuấn một tay nắm lấy Khương Nghi đồng thời dùng ngón giữa và ngón trỏ của anh cùng nhau bấm vào thân thể cô ta nhanh như tia điện. Một luồng khí tức nhẹ nhàng ôn hòa truyền vào trong cơ thể cô ta. Bác sĩ thần. Lâm Giang Tiên nhướng mày, ông ta đã nhận ra phương pháp của Đường Tuấn. Nỗi lo sợ trong lòng của ông ta cũng đã được buông bỏ. Sau một tách trà, Khương Nghi từ từ tỉnh lại,
Thứ đập vào mắt cô ta sau khi tỉnh lại là sự xuất hiện của Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh. Sau đó Khương Nghi mới nhận ra mình đang bị Đường Tuấn ôm chặt, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, đấu tranh để thoát khỏi. Lâm Giang Tiên cười ha ha rồi nói, tôi không ngờ Đường Tuấn cậu lại là một bác sĩ thần, mắt nhìn của tôi thật kém. Lãnh Thiên Sơn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói, thì ra là anh ta có chỗ dựa. Đám người Lãnh Thiên Sơn không hề mất mặt mà cùng Khương Nghi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người Đường Tuấn và Lâm Giang Tiên. Chương 3365 để tôi thử. Lâm Giang Tiên nhướng mày nói, nếu như cậu đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không ép buộc. Nhưng tôi vẫn muốn nói một câu rằng đội ngũ đã bỏ rơi cậu thực sự không có mắt nhìn. Y thuật của cậu rất tốt, không biết cậu có thể giúp tôi một việc không? Khương Nghi đưa đám người Lãnh Thiên Sơn đi ngoài đúng lúc vừa bước vào. Khuôn mặt xinh xắn khẽ thay đổi nói, cha, cha muốn để anh ta khám bệnh cho mẹ sao? Không biết vì sao, Khương Nghi không chống lại lời đề nghị này. Lâm Giang Tiên gật đầu và nói, cha muốn để cậu ấy thử một chút. Vợ tôi có một số vấn đề về thể chất và đang hôn mê, cậu có thể khám một chút được không? Đường Tuấn suy tư một chút rồi nói, được. Anh vừa đến chiến trường kỷ nguyên, đối với mọi thứ còn vô cùng lạ lẫm. Vừa hay cần phải dựa vào một thế lực lớn thì mới có thể hiểu được. Mặc dù Lâm Giang Tiên rất mạnh mẽ, nhưng ông ta không hùng hổ ham dọa như Mạnh Tinh Hà nên Đường Tuấn cũng sẵn sàng kết giao. Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng, trong không khí tràn ngập mùi vị rất nhẹ nhàng. Giữa phòng có một chiếc giường bạch ngọc, trên đó là một người phụ nữ khoan thai và sang trọng đang nằm. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khí chất vẫn không hề suy giảm. Lông mày của người phụ nữ có phần giống với Khương Nghi. Đường Tuấn, đây là mẹ của tôi. Khương Nghi nhìn người phụ nữ nằm trên giường bạch ngọc, vẻ mặt lại bắt đầu trở nên buồn bã. Cô ta nghĩ rằng mình chỉ đi chơi một lúc nhưng không ngờ khi trở về lại xảy ra chuyện này. Nếu như suốt cuộc đời này mẹ cô ta nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bạch ngọc này, khi nghĩ đến hậu quả này, cô ta bất giác nhìn Đường Tuấn với một chút hy vọng trong mắt, nói, Đường Tuấn, anh nhất định sẽ có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi, đúng không? Đường Tuấn nghiêm túc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trong khi nói, anh đã bắt đầu quan sát tình trạng của người phụ nữ này. Một lúc sau, trong lòng anh vừa động rồi nói, đây là loại phương pháp trị liệu gì? Lâm Giang Tiên trả lời, trước đây, bác sĩ Tô Không Du luôn là người điều trị cho vợ tôi. Một thời gian trước bác sĩ Tô gặp chuyện không may, trong suốt quãng thời gian này tôi không thể tìm được người phù hợp để chữa bệnh cho vợ mình. Trong toàn bộ chiến trường thế kỷ, không có mấy ai có thể so sánh về tê thuật với bác sĩ Tô. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Chẳng trách có chút cảm giác quen thuộc. Cổ Linh Vương đã từng đưa cho anh một số ghi chép về y thuật của Tô Không Du mà ông ta đã giành được từ Viên Lâu Lan. Anh cũng đã xem lướt qua. Mặc dù nội dung trong đó không đầy đủ nhưng cũng đã mang đến cho anh không ít sự gợi ý. Bác sĩ Đường. Giọng Khương Nghi run run hét lên. Để tôi thử. Chương 3366 trong lòng Lâm Giang Tiên cảm động. Vẻ mặt Đường Tuấn lộ ra một chút nghiêm trọng. Phải nói rằng y thuật của Tô Không Du thực sự rất độc đáo, nếu chưa từng xem qua ghi chép y thuật đó thì có lẽ anh không có phần chắc chắn. Nhưng bây giờ tình hình đã tốt hơn nhiều rồi. Lâm Giang Tiên kéo Khương Nghi sang một bên, một già, một trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, trong mắt hai người lóe lên tia hy vọng. Đường Tuấn không ngừng sử dụng từng đạo pháp lực, nhưng không trực tiếp xuyên vào trong cơ thể người phụ nữ đó mà ngưng tụ thành một quả cầu nguyên khí phát ra những tia sáng đầy màu sắc phía trên giường bạch ngọc. Đây là... Lâm Giang Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đây không phải là y thuật của Tô Không Du sao? Tô Không Du đã chữa bệnh cho vợ ông ta không biết bao nhiêu lần nên đương nhiên ông ta quen thuộc với thủ pháp y thuật này. Vốn dĩ cho rằng sau khi Tô Không Du chết thì thủ pháp y thuật này đã bị thất truyền, nhưng không ngờ nó lại một lần nữa xuất hiện trong tình huống như thế này. Phương pháp y thuật này được cho là do Tô Không Du học được từ một cuốn sách cổ trong cung Hỗn Nguyên, người ngoài không thể học được. Lẽ nào anh ta là truyền nhân của Tô Không Du sao? Nhưng từng nghe Tô Không Du nói rằng hình như ông ta chỉ có một đệ tử duy nhất là Viên Lâu Lan, chưa nhận thêm đệ tử nào nữa. Trong lòng Lâm Giang Tiên cảm động. Lúc này, Đường Tuấn đã bắt đầu chữa trị cho người phụ nữ đó.
Luồng nguyên khí nhiều màu sắc đó ngày càng rực rỡ, khi đạt đến đỉnh điểm, nguyên khí nhiều màu sắc bao bọc lấy toàn thân người phụ nữ như một chiếc kén nhiều màu sắc. Qua lớp kén ánh sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình yêu kiều của người phụ nữ. Trên kén ánh sáng có một luồng hào quang mờ ảo đang chuyển động. Một luồng khí tức đục ngầu thoát ra khỏi cơ thể người phụ nữ và được đào thải ra ngoài qua lớp kén ánh sáng. Những khí tức đục ngầu này cũng có một chút mùi hôi tanh. Như thể một sợi chỉ đen bị rút ra khỏi cơ thể người phụ nữ, nhìn có chút đáng sợ, nhưng khi những khí tức đục ngầu này được đào thải ra khỏi cơ thể thì sắc mặt tái nhợt của người phụ nữ cũng trở nên hồng hào một chút. Người phụ nữ vẫn đang nhắm mắt. Mí mắt đột nhiên động đậy và một âm thanh bị bóp nghẹt trầm thấp thoát ra từ mũi bà ta. Sau đó, người phụ nữ từ từ mở mắt. Đôi mắt đẹp kia thoạt nhìn có chút sững sờ, sau đó dần dần lấy lại tinh thần, nhìn Đường Tuấn, Khương Nghi và Lâm Giang Tiên ở bên ngoài kén ánh sáng. Nghi Nhi. Người phụ nữ nhìn Khương Nghi với vẻ dịu dàng vô hạn. Mẹ. Nước mắt cũng chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp của Khương Nghi. Chương 3367 một trận pháp đáng sợ. Nhìn thấy những người thân này bình an vô sự còn mừng hơn là khi ông ta đột phá cảnh giới. Biểu cảm của Đường Tuấn cũng trở nên thoải mái. Cảnh tượng này không phải là thứ mà các bác sĩ muốn thấy nhất sao? Rất lâu sau, Khương Nghi và người phụ nữ mới rời nhau ra, trên mặt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Khuôn mặt xinh xắn của Khương Nghi hơi ửng hồng. Cô ta cung kính cúi đầu hành lễ Đường Tuấn và nói cảm ơn bác sĩ Đường. Ha ha ha, hôm nay, tôi rất vui khi được gặp một tài năng trẻ như bác sĩ Đường. Lâm Giang Tiên cười lớn nói, nếu bác sĩ Đường không chê thì có thể ở lại căn cứ Hồng Lục. Tôi sẽ lo tất cả mọi thứ cho cậu. Đường Tuấn đồng ý, hiện tại anh thực sự cần một nơi để ở. Khương Nghi và mẹ cô ta rời đi rồi. Hai mẹ con có rất nhiều điều để nói với nhau nên đã bỏ lại Lâm Giang Tiên ở lại. Lâm Giang Tiên chỉ có thể cười khổ, đưa Đường Tuấn lên lầu nhìn đại trận bảo vệ của căn cứ Hồng Lục ở trên đầu, đột nhiên nói, y thuật vừa rồi mà cậu sử dụng chắc hẳn là của bác sĩ Tô. Đường Tuấn nói, tôi đã có được những cuốn sách y học do bác sĩ Tô để lại nên cũng đã học được phần nào. Lâm Giang Tiên nhìn Đường Tuấn với ánh mắt đầy khen ngợi rồi nói, không tự cao tự đại, cậu cũng không tồi. Qua 100 năm nữa, có lẽ cậu sẽ thực sự có thể trở thành Tô Không Du thứ hai. Cậu nghĩ như thế nào về bệnh của vợ tôi? Đường Tuấn nói, phương pháp điều trị vừa rồi chỉ có thể điều trị phần ngọn chứ không thể điều trị tận gốc. Lâm Giang Tiên thở dài và nói, trước đó bác sĩ Tô cũng nói như vậy. Nhưng loại thuốc có thể chữa bệnh cho vợ tôi. Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Giang Tiên lộ ra sự khó nói. Xem ra, loại thuốc quý giá đó đối với ông ta là rất khó có được. Đúng lúc này, đại trận bảo vệ bên ngoài căn cứ Hồng Lục nguyên khí của trời đất đột nhiên dâng trào dữ dội. Những đợt âm thanh thần tiên vang lên giữa hư không khiến lòng người tĩnh lại. Sắc mặt Lâm Giang Tiên thay đổi, ông ta nói, cậu ở đây chờ tôi. Sau khi nói xong câu này, ông ta đã biến mất trên tầng các. Đường Tuấn cũng cảm nhận được một luồng khí tức bất thường giữa trời và đất. Khi anh định nhìn ra bên ngoài đại bựa nảo vệ một chút thì giọng nói uy nghiêm của Lâm Giang Tiên vang lên trong căn cứ Hồng Lục, mọi người ở trong căn cứ, không được phép ra ngoài. Cùng lúc đó, đại trận bảo vệ phát ra những luồng âm thanh ầm ầm. Từng luồng khí màu vàng đất phun ra từ căn cứ Hồng Lục, hòa vào đại trận và củng cố lại đại trận. Đường Tuấn lập tức cảm thấy căn cứ Hồng Lục đã trở thành một khối sắt, không gian dường như bị đóng băng, thậm chí bay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Danh ngạch cho thí luyện ở cung Hỗn Nguyên đã xuất hiện rồi. Không biết là ai đã hét lên, đột nhiên căn cứ Hồng Lục trở nên sôi sục. Nhưng vô ích thôi vì những người này chỉ có thể đứng nhìn. Khi đại trận bảo vệ được phát động, trừ khi tu hành giả ở cấp độ tiểu tôn giả ra tay nếu không thì sẽ không thể lay động. Một trận pháp đáng sợ. Đường Tuấn nhìn đại trận bảo vệ trên đầu, trong lòng khẽ run lên. Vốn dĩ. Khi nghe nói tu hành giả ở cấp độ tiểu tôn giả có thể dựa vào đại trận bảo vệ để chiến đấu với tôn giả thực sự thì anh vẫn không tin. Nhưng vào lúc này, anh đã tin rồi. Chương 3368 thần niệm thật là nhanh nhạy. Quả thực, uy lực của đại trận bảo vệ này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ đáng sợ. Đan hoàn thần bí trong đan điền của anh đột nhiên chuyển động và không gian chi lực trói buộc cơ thể anh đột nhiên yếu đi cho đến khi nó biến mất.
Đường Tuấn không quá ngạc nhiên, dựa vào cách nói của chủ phong ma thì đan hoàn thần bí đó là một tiên khí có dấu ấn căn nguyên. Nếu không có cách phá giả phong cấm không gian, làm sao có thể được gọi là tiên khí? Theo ghi chép của sách cổ thì tiên khí là bảo vật tối cao, tương truyền nó có thể giết chết tông giả. Theo truyền thuyết, chỉ có thiên quân mới đủ tư cách để điều khiển tiên khí. Mặc dù lực lượng trói buộc biến mất, nhưng Đường Tuấn vẫn chưa bay ra khỏi đại trận. Nếu vào lúc này mà anh làm như vậy thì e rằng sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của nhiều người. Danh ngạch cho thí luyện ở cung Hỗn Nguyên rốt cuộc là cái gì? Mặc dù không thể đi ra ngoài bên ngoài đại trận để quan sát nhưng ánh mắt của Đường Tuấn lóe lên thần quang thật sâu. Thần quang xuyên qua hư không khiến cho anh có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đại trận. Bên ngoài đại trận bảo vệ, khí chất nho sinh của Lâm Giang Tiên đã biến mất. Gương mặt lạnh như dao, cử chỉ, điệu bộ của ông ta thể hiện một lực lượng mạnh mẽ có thể phá núi, lấp biển. Ông ta đang chiến đấu với nhiều người. Một vài người đó cũng là cao thủ tiểu tôn giả cấp số nhưng Lâm Giang Tiên có đại trận bảo vệ làm nền tảng hỗ trợ và thực lực đã vượt qua cấp số này. Ông ta khua tay và đánh ra một đạo pháp lực, đánh lui một trong những tu hành giả mặc áo choàng đen. Lâm Giang Tiên, ông đừng quá tham lam. Lần này có hai danh ngạch xuất hiện trong căn cứ Hồng Lục, ông có thể lấy một, nhưng ông vẫn muốn có cả hai. Hơi thở của người áo đen có chút không ổn định, rõ ràng là anh ta đã bị đòn đó đánh rất mạnh. Hừ, rất lâu trước đó đã từng đặt ra quy định danh ngạch trong cung Hỗn Nguyên sẽ được trao cho những người có năng lực. Nếu anh đủ tài năng thì hãy cướp lấy hai danh ngạch đó từ tay tôi sẽ không nói nửa lời. Lâm Giang Tiên lạnh lùng nói, trong một tay ông ta cầm hai luồng ánh sáng. Khi những người khác nghe những lời của Lâm Giang Tiên, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên ảm đạm. Lâm Giang Tiên trầm giọng nói, các vị, tôi muốn danh ngạch này. Thực lực của các người quá kém để cướp đi danh ngạch này trong tay tôi. Thay vì lãng phí thời gian ở bên cạnh tôi thì cũng có thể đi những nơi khác tranh giành, biết đâu vẫn còn có cơ hội. Những người khác không còn cách nào khác nữa rồi. Lâm Giang Tiên được xếp hạng thứ 18 trên bia kỷ nguyên, còn có sự hỗ trợ của đại trận bảo vệ, vì vậy cơ hội của bọn họ quả thực là rất mong manh. Tuy lời nói khó nghe nhưng đó là sự thật. Đi thôi. Cuối cùng, những người đó nhìn nhau và đồng thời rút lui. Lâm Giang Tiên nắm chặt hai luồng ánh sáng trong tay, lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, nói, còn có ai muốn ra tay không? Xung quanh hoàn toàn im lặng. Sau một khoảng thời gian dài, lực lượng mạnh mẽ trên cơ thể của Lâm Giang Tiên dần dần tiêu tan. Ông ta đột nhiên liếc về phía Đường Tuấn và nhướng mày, sau đó mới trở lại bên trong đại trận. Thần niệm thật là nhanh nhạy. Chương 3369, còn những căn cứ khác thì sao? Trái tim của Đường Tuấn run lên, quả nhiên là cao thủ xếp hạng thứ 18 của bia kỷ nguyên. Không ngờ, Lâm Giang Tiên thật sự giành được hai danh ngạch trong cung Hỗn Nguyên. Điều này khiến Đường Tuấn không khỏi suy nghĩ, liệu có thể đổi một danh ngạch từ trong tay Lâm Giang Tiên hay không? Sau khi ông ta trở về đại trận bảo vệ, trong căn cứ Hồng Lục vang lên một âm thanh gào thét như sóng thần, tiền bối Lâm Giang Tiên đã giành được hai danh ngạch trong cung Hỗn Nguyên khiến Hồng Lục ta lớn mạnh. Ngoài những tiếng ca ngợi thực lực của Lâm Giang Tiên thì cũng có nhiều tiếng nói khác đang thảo luận về cách Lâm Giang Tiên phân chia hai danh ngạch. Ông ta đã thu nhận ba đệ tử, lúc này, ba đệ tử đã cùng nhau ở đây và đang thảo luận về vấn đề này. Một thanh niên có chút sầu dĩ nói, chị cả đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, thực lực của chị ấy là mạnh nhất trong ba chúng ta. Sư phụ nhất định sẽ cho chị ấy một danh ngạch. Anh hai, thực lực của anh cũng rất không tốt, khả năng cao là sư phụ cũng sẽ cho anh một danh ngạch. Trước mặt anh ta có một người phụ nữ áo đỏ loè loẹt và một người đàn ông trung niên vẻ mặt cương nghị. Nghe được lời nói của người thanh niên này, hai người không khỏi nở nụ cười. Người đàn ông trung niên nói, việc chị cả có được danh ngạch cũng không phải vấn đề lớn, nhưng anh cũng không chắc chắn. Nghe nói rằng thí luyện trong cung Hỗn Nguyên yêu cầu tư chất của tu hành giả rất cao. Mà tư chất và hiểu biết của anh vẫn kém hơn một chút, nói không chừng em ba còn có cơ hội hơn anh. Lúc này, ở một căn cứ khác. Mạnh Tinh Hà ngồi với vẻ mặt u ám, những người xung quanh thậm chí còn không dám thở mạnh. Vừa rồi, danh ngạch của Mạnh Tinh Hà lấy được trong cung Hỗn Nguyên đã bị vài người hợp lực lại cướp mất. Đáng ghét. Ý định giết người hiện lên trong mắt ông ta. Nghĩa phụ, bọn họ quả thực đáng ghét, ỷ đông hiếp yếu. Mạnh Thiền phẫn nộ nói.
Vốn dĩ nếu lần này có được danh ngạch thì Mạnh Tinh Hà đã quyết định đưa nó cho anh ta. Nhưng bây giờ, thật sự dùng giỏ tre để múc nước rồi. Mạnh Tinh Hà lạnh lùng nhìn anh ta và nói, còn những căn cứ khác thì sao? Mạnh Thiển cân nhắc, các căn cứ khác cũng tương tự như vậy. Nhưng căn cứ Hồng Lục của Lâm Giang Tiên đã giành được 2 danh ngạch, điều này có chút bất ngờ. Nghĩa phụ, vị trí địa lý của căn cứ Hồng Cửu của chúng ta tốt hơn căn cứ Hồng Lục rất nhiều, con thực sự nghĩ không thông làm cách nào mà bọn họ có thể có được 2 danh ngạch trong cung Hỗn Nguyên. Anh ta nói với ánh mắt hung dữ, anh ta nói, khoảng cách giữa 2 căn cứ cũng không coi là quá xa. Nghĩa phụ, hay là chúng ta ra tay giành lấy biết đâu sẽ giành được 1 danh ngạch. Mạnh Tinh Hà khẽ cau mày và nói, không được. Thứ hạng của Lâm Giang Tiên trên bia kỷ nguyên cao hơn tôi vì vậy chắc chắn ông ta có rất át chủ bài nên bây giờ không thể kích động. Thôi như vậy đi, con đi đàm phán với ông ta một chút, hỏi ông ta có thể cho ta 1 danh ngạch không, sau này nhất định cha sẽ báo đáp hậu hĩnh. Chương 3370 chẳng lẽ là Mạnh Tinh Hà đích thân đến sao? Nhìn thấy Mạnh Tinh Hà có chút tức giận, Mạnh Thiển vội vàng thu lại ý cười. Trên mặt Mạnh Tinh Hà hiện ra một tia tươi cười, ngạo nghễ nói, nhưng mà con cũng không cần lo lắng. Lâm Giang Tiên là một người thông minh, hẳn là sẽ cho cha mặt mũi. Mạnh Thiển khẽ gật đầu, nói chờ lần sau xếp bia kỷ nguyên lại, nói vậy Lâm Giang Tiên sẽ cảm kích nghĩa phụ cho ông ta có cơ hội biểu hiện này. Trong đại sảnh căn cứ Hồng Lục, Lâm Giang Tiên đang tiếp kiến một ít du khách. Những người này đều là thanh niên tuấn kiệt trong căn cứ phụ cận, muốn lấy 1 danh ngạch từ trong tay Lâm Giang Tiên. Lâm Giang Tiên tiền bối, căn cứ Hồng Tam tôi nguyện ý xuất ra 2 kiện đạo khí để mua danh ngạch thí luyện cung Hỗn Nguyên trong tay tiền bối. Một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ trầm giọng nói. Mặc dù có không ít người ra giá, nhưng người đàn ông khôi ngô này ra giá cao nhất trong sân. Trong lúc nhất thời không có ai ra giá nữa. Lâm Giang Tiên ngồi ở vị trí cao, ánh mắt hơi rũ xuống, ông ta không trả lời ngay lập tức. Đúng lúc này, một âm thanh sảng khoái từ bên ngoài truyền đến, danh ngạch thí luyện của cung Hỗn Nguyên, căn cứ Hồng Cửu tôi cũng rất muốn. Trong sân sắc mặt mọi người hơi biến đổi, ngay cả Lâm Giang Tiên cũng rời ánh mắt ra ngoài đường. Căn cứ Hồng Cửu là căn cứ mạnh nhất trong các căn cứ cấp bậc chữ Hồng. Thực lực thậm chí còn mạnh hơn một ít căn cứ cấp bậc chữ trụ. Trong đại sảnh đều là căn cứ cấp bậc chữ Hồng, có chênh lệch không nhỏ với căn cứ Hồng Cửu. Chẳng lẽ là Mạnh Tinh Hà đích thân đến sao? Một số người đứng dậy. Nếu mà Mạnh Tinh Hà đến, vậy sẽ không có chuyện của bọn họ. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Mạnh Thiển mang theo mấy người từ ngoài đại sảnh đi vào. Long hành hổ bộ, tư thái phô trương. Giống như anh ta mới là chủ nhân ở đây. Mạnh Tinh Hà không tới, chỉ là Mạnh Thiển tới. Vẻ khẩn trương trên mặt mọi người bớt đi một chút. Mạnh Thiển sải bước đi vào, anh ta không để ý đến những người khác, chắp tay về phía Lâm Giang Tiên, nói, Lâm Giang Tiên tiền bối, nghe nói ông có dư thừa danh ngạch thí luyện cung Hỗn Nguyên, có thể cho căn cứ Hồng Cửu tôi được hay không? Lâm Giang Tiên chỉ vào những người khác trong đại sảnh, cười nói, bọn họ có người xuất ra 2 kiện đạo khí. Có người lấy ra bảo dược kinh thiên, để đổi lấy danh ngạch thí luyện. Còn căn cứ Hồng Cửu các người chuẩn bị trả giá cái gì? Mạnh Thiển khẽ nhíu mày, nói tiền bối nói như vậy không khỏi khách khí rồi. Căn cứ Hồng Cửu cùng mặt mũi của nghĩa phụ tôi, chẳng lẽ không quý hơn đạo khí cùng bảo dược kinh thiên sao? Chỉ cần hôm nay tiền bối đưa danh ngạch thí luyện cho tôi, phần tình nghĩa này nghĩa phụ tôi sẽ nhớ rõ. Người trong sân nghe vậy. Lông mày nhịn không được mà nhíu lại. Đây là ý định không trả gì, tay không muốn danh ngạch. Hết tập 184.